Rồi bây giờ đây đem lại đây đi, đem đây rượu mã chưa rồi nữa hả? Rồi cũng mãi mở nữa. Giờ nha anh Hồng nè em ơi. Rồi bỏ rồi có. Rồi để cái dòng ở ở đây sao mà chưa vậy? Đặt nồi bia sốt cái gì? Mấy cái phần rượu cục cả cắm cái tay trời chuyển cái coi. Ông hướng đông mà hướng đông nào cũng được, đây cũng được nha. Thầy chỉ cho thì lấy đi, phan mở cái này. Nó có YouTube là biết là mở cái mã thì không vào YouTube tên gì con này túc túc tòn túc ngộ túc chưa vậy đó thầy mới chơi mà là hạnh phúc không thầy nói chuyện cùng của mày sao mày có à, chưa vậy cho mày cầm đi mày gái mày mày chơi bà ông sao nghe lời nó mày nó ăn coi chưa chuẩn tới trong tay năm mắt muốn chè gì cái này sao không để giấy không có để thầy làm sao mà cứ nói hoài vậy đúng rồi. Dạ. Mấy ông này để thầy làm coi vô đây là tôi quýnh hết trơn hết trơn rồi đó nghe từ đây tới ba giờ chiều lối gì anh coi mượn cái dao cho ai chặt cái mía đây để hổng hối ông nữa đó dạ. Nè đông ở đây nè đông đây nè đông đây nè đông đây đông đây đông đây không để con cái lỗ luôn. Đi qua đây thầy. Thầy qua bên đây lại. Thầy qua đây. Mình thích dễ ghê. Nè, bị khóa mà tay bên đây nè. Chưa vậy trơn á, đừng hỏi. Anh vừa cho dắt tôi đỡ đi. Đây đây nè, để ống rồi. Còn cái ống chính giữa để qua sân Hoàng Hà nha. Nam đây nè. Cây này nè hổng, cây đó hàng ngay nè hổng. Mấy cây ngay băng lệnh trơn á. Cây này nè. Cây này nè hổng. Ờ chốt hết, cái cây đó hổng băng lệnh nha. Gà với đồ chơi đâu. Rồi cho lên mã ba chén chè vậy sau đi cho ngay cái chị để đâu để chỗ nào ngay chị giàu nè ngay chị giàu này phải không đây chén chén nữa là muỗng đâu muỗng đâu chén nữa chén nữa chè nữa đây muỗng chè muỗng là đủ đây coi đủ chưa để lên trên đó để cái nào để lên chỗ không chung này nè rồi. Rồi không cái áo này không cần thiết coi đủ chưa mà tới đủ chưa rồi không 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 nè để bên đây chén luôn phải không dạ 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 gác mở chén chè đâu đũa giùm tôi đi cái dòng của chị thì muỗng đi sao có để bên kia vậy có đưa đây đưa hai ba đứa con gái cũng được gì mà khóc dữ vậy? Không, chính giữa đó nãy chén chè để trên này đâu rồi. Để lên, để lên. Để đũa lên nhìn. Để luôn. Ừ. Để xuôi sang nhìn. Thôi được rồi, được rồi. Để hoài. Rồi rồi bây giờ trong lúc tụng là gia đình làm sao trực hướng có cái đàn cày gì thầy con có bữa mùng hai đốt cái ăn đốt có được không kè nó mua vô cả bữa mùng hai nó vô thấp luôn đèn nó có cái đây đi hả ở đây nấu chè sáng giờ sáng rồi cái này bán rồi xong mất rồi gì hả bán rồi ăn chút rồi gì cắt được rồi không đỡ gì được rồi con ăn thôi để đâu cúng đi trời kinh dài lắm rồi được rồi đó anh chạy xéo qua là lại được rồi rồi vô đi quỳ có bình trà nóng chưa khoan
không đi qua bản đi. Trước cao này ông cũng dẫn gà. Cô tụng kinh là phải yên tâm khách rồi. Thôi để tôi làm được hết trơn á. Rồi vô. Kêu cái ông tỉa đâu, cái ông tỉa hồi nãy ông già già đâu rồi. Không có, ông chứng minh. Chắc tay lại, chắc tay lại. Nè, nè, bên này nghiêm minh hết nè. Chị đứng đây chị. Tăng chủ Nguyễn Hương lại ba lại. Đốt cho chị vào ba cái nhang coi. Cái ông nghĩa. Nguyễn Hương xá bà xá vô dòng chị cắm ngay được coi. Cắm cái gì đâu mà sức sẹo. Tạm bái. Ba lại. Đàng hoàng tôi dòm nha. Các con đê đầu báo hiếu mẫu thân, Lê Thị Ngọc vào tam thập lục tế, khai ngộ cầu siêu giáng sanh tịnh độ. Một lại đều hết coi. Chà chăm chăm cha đi giữa trước. Thôi thôi thôi, nhị bái. Hai lại. Nam mô Công Lồ Dương Bồ Tát. Nam mô Công Lồ Dương Bồ Tát. Nam mô Công Lồ Dương Bồ Tát. Bắc Cú Di Đà Vô Việt Niệm. Bắc Lao Đàn Chỉ Đáo Cây Phương. Trà chăm chăm cha. Đi ngồi kìa. Đi ngọt hả? Thôi. Nói mà làm sang đàn cái gì. Nghĩ mới. Hai lại. Giáo hữu biến thật, biến thị chân ngôn, mời Lê Thị Ngọc vào, về thọ tài hưởng thực hương quê. Hương quê thỉnh một lại. Điều. Rồi ông rể đó, ông chồng cổ đó cầm cái chén chè giữa gắt ra sâu vô. Ông trai kia cầm chén chè bìa, người gái nó cầm chén chè bìa. Ai cầm ly nước, ông nó cầm ly nước coi. Bước coi này đi đứng bánh. Đi nước giữa. Ừ, anh đứng đó được rồi đó. Gấp sâu vô, gấp sâu vô. Ông cầm bình tích trà. Bốn mạo nàng cày này tắt là không biết đường gì nha. Gấp sâu nhiều nhiều đó. Gà la lên cho lớn thôi nè. Rồi đưa lên, đưa lên, đưa nước lên. Ôi nhìn bát ngọc mà nhớ người xưa gia diệt. Đây bát ngọc đầy nặng ước mơ một sáng. Sáng mình đứt trà luôn. Chưa đứng được. Đây ngọc vô đây lòng. Đây bát ngọc đầy dân mẹ tha thiết. Lê Thị Ngọc vào về chứng minh. Xá bà xá để xuống chăm cha. Để hết mới được, không có làm gì được. Để xuống hết, để chè rồi hết mới được chăm. Ông này chăm cho đàng hoàng nha. Dạ, con chăm đàng hoàng. Để chung gà xuống, chung gà để con. Chạy cho em nó cầm. Để châu lên. Để vô giữa chăm chà. Chà chăm, đứng đó chứng minh. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Nhị bái. Lại ai lại. Chung thích thử tiền thiền xưng thắng đức Di Đà vô hạn lợi sanh. Bốn mươi tám nguyện duyên thành hiện ra tướng tốt sắc thân tuyệt vời một lại. Kim sắc tướng ngàn công đức khắp mười phương chẳng được sánh bằng một lại. Tiếng chuồng tiếng họ đánh thức dân hồn Lê Thị Ngọc vào bữa nay là viết chết. Tối nay gia đình phải chỉnh tế. Chúng ta có đi ngủ khép cái cửa lại một chút thôi. Một giờ kia cũng về đó. Dân hồn được giảng sanh tịnh độ một lại. Chăm cha. Khép cái cửa lại ấy chút thôi nha. Ba ly, ba ly. Nghỉ mái. Hai lại.
Bây giờ mấy bà con nghe tôi đọc những cái danh sách trong các bài vị cháy như hay kệ. Nhất lễ thỉnh trung ương chính giữa, cầu thang là đó mẹ nuôi mình, bên kia là đông tây mọc giáp ấp ngục lại, kim đinh quả thổ mọc kỳ mọc kỹ thổ, cái cầu thang này đó chỉ nuôi mình cực khổ, bây giờ phải nhớ đời chăm cha áo hiếm má mình. Sao nói chuyện hoài vậy? Nghỉ má tự quy Phật Lê Thị Ngọc vào thế giới đại đạo pháp vô thượng tâm ngục lại, tự quy Pháp Lê Thị Ngọc vào thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải ngục lại. Nam mô Lăng Nghiêm Hậu Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Lăng Nghiêm Hậu Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Lăng Nghiêm Hậu Thượng Phật Bồ Tát ngục lại. Diệu trạm tổng trì bất động thôn thủ lăng nghiêm dương thế hổ tiêu ngã ước chiếc biên lão trưởng bất lực thăng trì vạch pháp thân hiện tiên đất quả thành bảo vương hoàn độ như thị hà sa chúng phương tử thân tâm cũng trần sát thị tắc danh di báo Phật an phụng đỉnh thế tôn vị chứng minh ngọc lại. Tất cả nghiêm trang nha. Ngũ trượt ác thế trợ thiên nhập như nhất chúng sanh vị thành Phật Trung Quốc lưu trữ tử nê hoàng đại hùng đại lực đại từ bi hy cánh thẩm trừ dê lấy hoạt linh ngã đạo đang vô thượng giác ngọc lại. Ô thập phương giới trỏ đạo tràng chúng ngã đa tánh xã tiêu dân thuốc ca ra tâm vô động chuyển cho gà với mía đứng kế thầy. Nam mô thường trụ thập phương thập ngọc lại. Chưa có đi được nha, buộc gà với cái mía. Nam mô thường trụ thập phương tăng, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phật Thánh Thủ Lăng Nghiêm một lại. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát, Nghĩa Trời Thế Tôn cùng một kế trung dẫn hóa bảo quang, quang trung dẫn xuất tiên diệt bảo liên hộ hóa Như Lai một lại. Đạo bảo quang trung đảnh phóng đạo đạo hóa bảo quang minh nhất nhất quang minh giai biến thị hiện thật hằng hà sa kim cang mật tích tình sơn kỳ sử biến hư căn gió một lại. Báo gia đình con muốn đang lưỡng lo như vậy là vong hồn của chị đắc thành. Báo gia đình mừng nhờ tiếng chuông tiếng ngõ. Nghĩ trời thế tôn trùng nhục kế trung bay ngăn mã đó. Dẫn báo bảo quang quang trung dẫn xuất là mẹ mình thiên diệt bảo liên hồ quá Như Lai một lại. Đảnh thống tập đạo hóa bảo hoàng minh nhớ nhớ hoàng minh giai biến thị hiện thật hằng hà sa kim cang học tích tình chân kỳ sử biến hư không giới. Đại chúng ngưỡng hoàng giờ này ở dưới được 4 giờ khuya, trên mình thì 12 giờ 1 giờ trưa. Hai dương gian khác nhau, cổ ở dưới hiện giờ đang nhớ chồng nhớ con, đang tỉnh giấc say giấc mộng vàng, có nghĩa là quay qua quay lại như mình ngủ. Biết trên này thầy gõ mỏ ở dưới cổ biết chết, nhưng mà phải làm từng đúng 7 lần 7 49 ngày thì mới thoát khỏi địa ngục, rất là hiểm nguy. Mong gia đình phải biết một lại. Chăm cha. Ông chăm cha dưới cổ dừng dài rồi đó. Nhị ba hai lại, đứng lên đứng lên, chắp tay về cung nghinh cho tôi. Ai hà tiên xích lãng khổ hải dạng trùng qua dục thoát luân hồi khổ thảo cấp niệm gì xá bà xá. Rồi ai bưng cái lưu hương đi theo thầy ba vòng, bưng cái lưu hương thôi, không có bưng gì hết. Kế là con gà cây mía, còn can gia đó đi sau lưng thầy đánh gà lên cho kêu lên nha. Đi nè, niệm pháp chí tu nè, dạ, tu hát cho nghe nè. Khi đó là gà phải kêu chị. Thầy qua vòng nào được một vòng phải đi ẩu trả được nha. Rồi đi cho thầy phóng lên. Ông dẫn đàng hoàng nghe chưa? Ông đi sau nguyên cái năm dân vậy, ông muốn đi trước đây được. Cái này nè. Rồi, nghe con đi nè. Đi đi sao thầy. Làm sao dẹp cái này vô chút rồi thầy quan dầm. Không sao cho kêu đi.
nó chuyện ông đó rồi đi nè. Nam mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Đi 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 theo đi theo thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A cho gà la lên quá quý rồi. Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để tôi chịu đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quá hay quá hay. Rồi đứng xá vào cái mộ kỹ ba xá đưa gà đây cho thầy dỗ. Mấy người con đứng lên xích bông bông nè mấy chị nghe nghe thầy dỗ đưa gà vô đây nè. Rồi đi hai vòng nữa bỏ gà xuống. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cho gà đi được làm hai rồi kêu ra. Đá kia cho cậu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vòng hai xá vào đó. Anh đánh coi, anh đánh coi. Không bên đánh đánh coi. Gà bỏ xuống đi vòng nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vòng nữa qua mới là đủ nha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đi qua vòng này nè đủ nè. Đi qua đây cho dán vòng coi. Rồi vậy đó được rồi. Ủa. Quá hay. Rồi để đưa hương xuống đưa gà đây cho thầy. Đó. Đưa gà đây cho thầy cạnh cái con nhí trên đó kìa. Cái ông đó đó. Cái ông đó đó. Còn cái ly nước giữa còn như quỳ xuống. Đó. Ai bắt gà đi khỏi mã 10 phút cây nha. Rồi cầm ly nước nè, tất cả hướng về, cầm bình chích trà. Chị chuẩn bị chứng minh cho con gà cho tôi đọc nè. Thầy đọc ra được liền nè. Ông đứng lên nữa. Cầm nha. Linh kê, linh kê. Ngọc lại sáng sáng. Linh kê, linh kê. Thông chi địa nhật nguyệt quang quy ngũ quả trường canh tối bắt mê thức tỉnh dân hồn mau trở lại án cấp cá hạ một sát. Quá hay. Đưa ly nước cho cậu này coi. Chăm cha ông đổ dữ gì ba đỡ lấy chết thì sao mẹ mày điện được đó ông trong quay phim đó ba. Có ra khúc này cừ dữ à. Rồi đưa cho thằng đó cầm đi nước. Ông bìu xuống ba lần. Án cấp cá hạ. 4 giờ khuya dân hồn dứt dưỡng. Đưa dứt đường chết về nhà. La lên nghe bự nghe con. Thầy dỗ à. Đó. Sáng sáng nắm bậy bạ chăm cha đập ông còn hơn người ta nữa. Nhị bái cầm đi nước rồi ông để mình chích trà xuống đi tới nhỏ con gái này nè. Nhỏ con gái này đứng lên chúng con đã quá mừng là được tiếp chịu vong hồn Lê Thị Ngọc Giàu
hoàn thành mở cửa mã. Và hiện giờ cũng đang dừng dài. Và tầng thứ ba là tới hiếu nữ. Hiếu nữ tôi dặn nè, đổ cái ly đổ phải cho hết nha. Tại vì tầng ba rồi. Chấm cha. Quá hay. Dạ chấm. Đổ hết. Rồi quá hay. Xá đi nước hai xá. Rồi bây giờ vậy nè, gia đình ấy đũa lên coi, gia đình cho gà đi lên những cái nắp thang. Ông để nắp thang ngay giữa cho ông chồng của đi cho gà lên. Nè tôi gõ cái mỏ đi nắp thang nha. Cầm. Rồi bây giờ hai đứa kia kìa, cầm hai cái ly nước mát rưới vào cái thang á cho qua sông Hoàng Hà. Có nước mát không? Ly nước lạnh không? Nước lọc có nãy có đem xuống không kìa. Nè, tôi nhịp tiếng mỏ đi nhấp thang nè. Đều hết. Đều chân chẳng dưới nữa. Không, giờ chân vô dưới không được. Mày bỏ gì ta? Rửa mặt vào nhấp thang đi cho qua sông Hoàng Hà. Chế xuống con, chế nhẹ xuống. Vừa chế dữ vậy. Vừa rửa mặt nữa. Rồi ông cầm gà đi. Đứng lên rửa mặt. Rửa mặt mỗi người vào mắt hang. Rồi chị cũng phải rửa nữa, đặng cho cổ qua sông Hoàng Hà. Cái ông chở tôi cũng phải rửa nữa. Con gà này nè, người nào bắt đứng cho thầy biết coi. Vậy chúng tôi phải rửa nữa. Không được, người trong nhà không có quyền. Không có quyền tranh. Chị nhà trẻ nó thấy không? Tôi không biết sao không. Đây bây giờ cho người ngoài nhà mình bắt được. Đây thầy ơi, đây bắt không? Đây nè, đổ kìa. Đứng đây đi. Chưa, thầy đổ. Đứng đây nè. Đây nè. Kìa. Chưa, để thầy đọc nữa. Đây đứng đây đi. Ông kia kìa. Ông nào vô giờ dục đi. Ông có hỏi ông trả lời gì. Bác cố gì nà vô việc niệm. Bắt lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Chăm cha. Cái ngọn đèn không cháy lên sao quăng gà được. Nè hứa tôi đàng hoàng nha. Thôi không có ăn thịt. Hay là chiều nay thôi đi vô đẻ trứng nhiều. Hay là chiều nay đi vô chảo đi, tôi không biết à. Về nhà tới 2 giờ mới cúng cơm được nha. Cúng liền được á. Ai chỉnh bắt một cơm đi. Chưa bắt được cơm rồi thôi à. Rồi tiếp tục dựng đâu đũa lên. Cái đũa chứ đũa dớt dưới hồng. Cái đũa ờ. Về chảnh là vừa đó chị. Dạ. Về chảnh là vừa đó. Mở cửa mã công đức thù văn hạnh vô quyền đăng thước giai hồi hướng cổ nguyện pháp giới chư chúng sanh một lại. Tóc giảng vô lượng quang Phật sát một lại. Người con trai bên đó đó đứng cầm đi đàn cày lên giùm tôi coi ông đó đó. Đưa vào mặt con gà này nè, cho người ta biết cái dưới là có gà. Ừ. Tam bá xá ba xá, xá con đàn vào con gà ba xá. Xá con đàn cày vào con gà ba xá đi. Để tắt cũng được nữa. Làm nợ. Nhìn xuống đi. Nhà đâu? Hỏi đi luôn. 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 Hỏi đi đưa coi đưa ảnh đưa ngọn đèn này đi. Đèn này cũng được. Đưa ngọn đèn dầu này đi. Ừ ngọn đèn này cũng được. Có gà kìa. Được đó nè. Nè. Kìa đây. Đèn cày nó tắt anh ơi. Tắt rồi rồi tắt đèn này. Đưa vô. Ôi ngọn đèn là đường đuốc cho dông đi. Ngọn đèn cày là dông biết đường chết. Con gà là mẹ dẫn mình đi. Thật là điều quý báu vô cùng. Tam bái xá ba xá. Ngọn đèn cày vào mặt gà ba xá đi. Rồi để xuống chăm cha.
nhị bái hai lại. Rồi chúng con xin cung minh thả gà. Thả đâu? Cái người nào á bắt lại thấy đi chú phụ ơi. Thấy cho chứ không thấy chú đó. Đâu có dài được, cũng bắt thả cho ai được thả. Anh nào đẹp trai. Rồi mấy người có tan ra sao đi, mấy người có tan ra sao đi. Muốn thả cho ông này quá mà không được. Cái đẹp trai, cái thả con người đẹp trai rồi. Bên đó cũng đẹp trai nữa kìa. Anh nói đẹp trai. Không có ông nó xe hàng qua chở mình về mà. Phải. Phải không? Không? Còn mấy ông đứng bên đó đi, ông đứng bên đó đi. Đứng bên đây nè. Rồi mau đi ra trước đường giùm cái nha. Ông đi rồi đi luôn đây nha, đừng trả lại nha. Ông ngồi thẳng về đường luôn. Cắt tay lại. Chúng con xin thả gà cho cô vào được phước. Rồi kéo về luôn nha. Dạ. 3 giờ nha vô cái chỗ. Chiều nay là cổ phải biết đường cổ chết rồi, tại vì dưới là 4-5 giờ sáng rồi, mình thì giấc chưa. Cung Vinh xin thả gà cũng đọc toàn văn như sau. Một xá. Xá. Xá ba xá, vậy đó tôi mới chịu đó. Cung Vinh, đứng xích ra chút đi, ruột con gà là không được, ông á. Ừ, ông đưa đầu luôn, đúng đầu ông bây giờ. Phụ thử liễu đâu. Rồi đi ra chút trước đi. Rồi, bây giờ mình bưng dông về. Rồi. Chào quý vị. Quý vị nhớ đăng ký kênh cho thầy Thượng nhận nhút bạc. Thầy Thượng cảm ơn quý vị rất nhiều. Trong quy trình chiến đấu kiếm đắc, quan trọng không phải là xuất kiếm, mà là không xuất kiếm được. Chuyện đó rõ. Kiếm chấp trọng. Quá, quá.